Mặt trận Thanh Thủy, Vị Xuyên. Cuộc chiến giữ đất trên cao. Cao điểm Bình Độ 1100. Nhiệm vụ bất đắc dĩ. Nghỉ một lúc ở hầm số 3, tôi bám vào đất, đứng dậy, loạng choạng bước đi được hơn chục bước, thì tới hầm chỉ huy đại đội cũ. Anh Nguyễn Quang Vinh đứng trước cửa hầm chỉ huy mới, cách tôi khoảng 5-7 mét, hỏi: "Có sao không?" Tôi mệt mỏi trả lời: "Em mệt lắm, từ khi trái nổ cho đến giờ, người như nhũn ra." Vừa trả lời anh, tôi vừa tụt theo gò đất, ngồi xuống dựa lưng vào. Bất chợt, dòng nước dịch ở tay trái chảy ra, ấm ấm, thành dòng chậm chậm lăn ở má trái xuống cổ. Tôi lấy tay, vuốt lên chặn dòng nước và nói: "Trái phá ấy làm em bị thủng tay trái. Nước tay đang chảy ra đây này, anh ạ, đầu buốt lắm anh." Anh Vinh bước đến gần, ở khoảng cách hơn 1 mét, hơi cúi xuống nhìn và nói, có vẻ hơi đùa: "Chắc bị thối tai chứ gì." Không cần tôi trả lời, anh nói tiếp: "Thôi, xuống đây nằm cùng chỉ huy đại đội, hàng ngày giúp đại đội đi kiểm tra gác xếp và sẵn sàng chiến đấu. Con mình tớ ở chỉ huy đại đội không thể theo dõi hết công việc. Mấy hôm nữa xuống quân y 9 chữa trị vẫn kịp mà." Không trả lời anh, tôi loay hoay đứng dậy. Thấy tôi chưa đứng dậy được, anh chìa tay kéo tôi lên. Anh đi trước xuống hầm chỉ huy mới ở sát cầu vật cản. Tôi đi sau và dừng lại ở cái hầm chỉ huy cũ. "Em ở đây." Anh ngoái đầu nhìn lại, cái miệng hơi nhếch, làm nốt ruồi tài lộc to bên má phải có chùm lông đen như khẽ rung rung. Tôi có cảm giác như anh đang nói trong đầu: "Thật là cái cậu này." "Hầm sập hết rồi, liệu cậu có chui vào đấy được không?" Không trả lời anh, tôi nằm xuống đất bắt đầu trườn vào. Cửa hầm bị đất cát tụt xuống, chỉ còn một khoảng rộng như cái thùng phi 200. Không thể đi ra đi vào, mà phải trườn mới vào được. Trong lòng hầm, cách đây mấy tháng khá rộng rãi và cao, thì nay bị đất cát lấp đầy chỉ còn khoảng gần 1 mét từ nóc hầm cho tới đáy. Bề ngang của căn hầm cũng chỉ còn khoảng hơn mét. Đầu hồi, đằng kia là trụ hầm to cỡ 40 phân. Hầm chỉ huy có khác, cái gì cũng to hơn, tốt hơn. Ở đấy là con hào có nắp, nối liền xuống hầm mới của chỉ huy cách khoảng 5 mét. Mệt mỏi, tôi thả mình ở sát góc hầm không hề có miếng lót, giấu đầu sau chiếc cột trụ và thiếp đi lúc nào cũng không biết. Buổi tối, trong ánh sáng mờ mờ, tôi choàng tỉnh khi cảm thấy như có ai đó đang nắm đầu ngón chân tôi, giật giật. Nhìn xuôi xuống chân, nơi cửa hầm sập như một cái hang dưới ánh sáng lờ mờ, có một người nằm đấy cố gắng nắm chân tôi. Hình như phát hiện là tôi còn sống, cậu ta nói: "Anh xuống ăn cơm," tức xuống hầm chỉ huy. Tôi ái ngại, vì thật ra tôi không thích ăn cơm chỉ huy. "Mày đem cơm lên đây cho tao," tôi nói. Cậu ta quay lui và lát sau bê nguyên khay cơm đựng như ở doanh trại, chui vào đưa cho tôi. Tôi nghĩ, đúng là cơm chỉ huy có khác. Đã lâu lắm rồi tôi không được ăn bữa cơm đàng hoàng như thế này. Có cơm, canh, rau và thịt. Cậu liên lạc thủ thỉ bên tai: "Lúc trưa nó bắn ác lắm, anh không biết à?" "Tôi chẳng nghe thấy gì," tôi thủng thẳng trả lời. "Mà thật ra tôi cũng có biết trận pháo nào của ngày hôm nay nữa đâu." Buổi trưa, khi văn vãn, tức nó bắn theo nhịp cầm canh, em có lên xem anh thế nào. Bò vào em giật chân anh mấy phát mà không thấy anh nói gì. Em tưởng là... Tôi ngừng nhai, quay sang nhìn cậu ta và chợt nhớ ra thứ ánh sáng nhờ nhợ ở sau cột trụ, liền hỏi: "Đây là hào có nắp, nối hai hầm chỉ huy đúng không? Sao lại có lỗ thủng như thế này?" "Vâng. Cái lỗ thủng này có lẽ là do trận pháo buổi trưa nay xuyên xuống.
Có thể anh bị sức ép của trái này ngất đi, nên lúc em vào buổi trưa không thấy anh động đậy. Ăn uống xong, cái dư âm của ngày hôm nay làm tôi lười đi. Tôi tiếp tục ngủ, không chui ra khỏi hầm cho đến trưa ngày hôm sau. Thật dễ chịu, ngủ thẳng giấc, ăn uống đàng hoàng, không hề phải đôn đốc gác sách và nắm tình hình mỗi buổi sáng sớm. Thích thật, khi không bị công việc hoặc ai sai khiến, thích gì thì làm nấy. Tư tưởng hưởng thụ bắt đầu chớm nở, quên hết là đang phải sống chui sống lủi trong lòng đất. Cái chết cận kề luôn rình rập. Ngồi dưới lòng đất mà cứ ngỡ mình đang ở vị trí sang trọng nhất của hang đá, giống như một vị tù trưởng, tộc trưởng của mấy ngàn năm về trước. Cơm ăn có người mang tới, chén no lại lăn ra nằm. Cái cảm giác mới lạ này kéo dài cũng không được lâu, khi những loạt đạn từ các trận địa của địch lại bắt đầu dội xuống 1100. Lúc này, người đã khỏe hơn hôm trước, bản năng sinh tồn thúc giục, chứ không còn phó mặc cho số phận như hôm qua nữa, nên nghe tiếng trái nổ liên tục rót thẳng trên đầu lại thấy lo lo. Tôi cố ép người ngồi sau cây cột trụ, cố gắng không để cơ thể nằm lộ ra trước cái lỗ thủng do pháo cối địch xuyên thủng xuống vào buổi trưa hôm qua. Ánh mắt xét nét nhìn lên nóc hầm nghĩ, liệu mày còn đủ dày để che chắn cho tao hay không? Tôi nghĩ, hầm chỉ huy, có thể đơn vị trước họ không dám làm ẩu như cái hầm trú quân ở dưới tổ phục Gò Chè. Cối, mỗi khi địch bắn vào 1100, tôi rất thuộc khu vực này, vì trước khi nhận nhiệm vụ ở dưới tổ phục Gò Chè, tôi đã từng nằm trên hầm này một chút khoảng 2 tháng. Từ hầm này lên là con hào ngang đi sang sườn Tây, nơi đặt khẩu đại liên. Ở chính cái hào này, phía bên kia thành hào là nơi hút các loại pháo cối của địch bắn vào, và nó thường chừa nơi nóc hầm chỉ huy. Tiếp tục rơi xuống sườn dưới, nơi có cái hầm chỉ huy đại đội mới làm xong, ra tới cầu vật cản. Xế chiều, nó lại chuyển sang bắn từng loạt cầm canh, đỡ ghê hơn. Nhưng tôi cũng không dám chui ra khỏi hầm, bởi cửa hầm quá nhỏ để lao ra lao vào. Vâng, phải lao, vì ở đây là chiến trận, không thể đi hay chạy bình thường được. Còn một yếu tố quan trọng nữa là ở vị trí này không thể nghe được tiếng nổ đầu nòng từ các trận địa pháo và cối của địch để mà đoán địch di chuyển cho hợp lý. Làm tôi có cảm giác cứ ghê ghê. Loạt cầm canh vừa dứt được chốc lát, một liên lạc chạy lên, nói với tôi quân số hy sinh và thương vong của trận pháo trưa nay. Thằng Tự chết rồi. Nó nằm ở đâu? Trong hào có nắp của cối 60. Ai đưa nó xuống? Thằng Thanh Hớ. Thành Hớ. Ngày nay anh em gọi là Thanh Ba Môi, nhà ở gỗ diêm cầu đuống. Thấy tôi không hỏi gì nữa, cậu liên lạc trở về hầm dưới. Thập thò, căn những loạt pháo sau, tôi lao ra giữa hai nhịp pháo để kiểm tra xác thằng Tự. Thằng Thanh Hớ đặt đầu nó nằm trong phần có nắp của cái hố chiến đấu của khẩu đội 60 ly, đôi chân dài thò ra ngoài đường hào. Nó nằm như ngủ, bộ quân phục khá phẳng phiu, ống quần ngắn cũn cỡn, đôi chân vẫn đeo đôi giày vải. Từ giờ cho đến tối, sẽ có người từ mỏm 1505 lên vác nó xuống để vận tải tiểu đoàn đưa nó về phía sau. Tôi nhanh chóng chui lại cái hầm sập của chỉ huy và hồi tưởng. Mới mấy hôm trước đây, tôi và anh Cừ, trung đội trưởng trung đội 1 ở Tiền Tiêu, vừa bàn nhau đề nghị phong quân hàm hạ sĩ và đề bạt nó thay tâm sữa lính 82, người Hà Bắc, bị thương, làm tiểu đội trưởng. Chưa kịp gì thì hôm nay nó hy sinh. Tất cả tên anh em liên lạc thời đó, do anh em không muốn đưa tên nên tôi không nêu tên ai. Những ngày sáo động. Hôm nay đã là ngày thứ ba tôi nằm lì trong hầm chỉ huy đại đội, không đi ra ngoài, trừ ngày hôm qua phải ra khỏi hầm để kiểm tra thằng Tự hy sinh. Buổi tối, anh Vinh hỏi tôi đỡ mệt chưa, rồi anh nói tôi đi kiểm tra gác và sẵn sàng chiến đấu khu Tiền Tiêu và tổ phục Gò Chè cho anh. Anh cho biết quân số hiện nay ở tổ phục Gò Chè
là do một bộ phận của trung đội từ đại đội 2 từ 900 lên tăng cường. Anh em mới, lạ, chưa quen biết gì. Cậu lên hướng dẫn và đôn đốc anh em trên đấy đi. Đi một vòng qua Tiền Tiêu, tôi vào hầm anh Cừ hỏi trường hợp thằng Tự hy sinh. Anh nói, nó hy sinh do sập hầm chứa vũ khí nằm đối diện hầm trú quân. Khi hầm sập, pháo bắn dữ quá nên không ai ra bới lôi nó lên được. Nhớ lại khuôn mặt của nó khi đã chết, như người nằm ngủ, tôi nói với anh. Hôm qua em kiểm tra, thấy nó nằm như ngủ, không có hiện tượng bị ngạt. Có thể nó bị sức ép ngất đi khi hầm sập nên đi luôn anh ạ. Ngần ngừ anh nói, cũng có thể. Khi bới lôi ra, nó nằm còng queo, quần áo vẫn nghiêm chỉnh. Mấy hôm pháo bắn vào đây dữ lắm phải không anh? Dữ, nó bắn liên tục, bay hết cả đất chát trên nóc, có chỗ sụt xuống, muốn sửa mà không thể ra ngoài để sửa được. Cứ đà này, không còn hầm hào gì nữa. Để mai tính sau, em phải xuống tổ phục cái đã. Ngoài trời, nhá nhem tối, màu đất màu hơi nước đặc quánh, như nhìn xuyên qua cái màn màu cháo lòng. Vừa tụt xuống cái dốc là đến cửa hầm của tổ phục. Trước cửa hầm có hai người đang đứng bàn tán gì đấy. Tôi nghĩ đúng là điếc không sợ súng. Bởi ở chính hướng này, khi trên 1100 có vài trái cối của địch bắn thì hứng trọn mảnh của trái nổ. Hay từ dốc xuống đây cũng là địa chỉ quen thuộc của cối địch mỗi khi bắn vào. Thấy tôi, một người đi vào hầm trú quân. Tôi hỏi người còn lại, ông phụ trách anh em ở đây? Có lẽ thấy tôi mặc quần áo lính rách dưới, cậu ta ngần ngừ trả lời. Ừ. Chẳng nhớ có phải là cái cậu mà hôm trước tôi bàn giao trận địa hay không. Tôi nói, tôi trước phụ trách ở đây. Hôm nay chỉ huy bảo tôi lên nắm tình hình chỗ các ông. Ông đi theo tôi. Tôi đi trước, cậu ta đi theo sau. Tôi dẫn đi một vòng dọc đường hào tổ phục, chỉ những chỗ có địa hình địa vật như thế nào, khả năng địch đột nhập vào đâu. Trong tháng 9, chúng tôi đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một nhóm lính tàu đột kích vào đây như thế nào. Thấy có một lính trinh sát gác vào buổi tối nhá nhem trên một đoạn đường cong dài hơn chục mét là không thể đảm bảo quan sát hết được những gì xảy ra xung quanh. Tôi nhắc nhở, vào buổi tối, từ 4 giờ sáng, tôi thường tăng cường gác lên 4 người và cả tôi đi từng vị trí cùng anh em nắm bắt động tĩnh phía trước là 5 người. Riêng buổi sáng, tất cả các anh em trong hầm phải dậy sẵn sàng chiến đấu từ lúc 4 giờ. Ông cho gác như thế này là không yên tâm đâu. Cậu ta chả nói gì, đi về cửa hầm. Tôi cũng nhanh chóng trở về khu Tiền Tiêu và lại chui vào ngồi với anh Cử. Vừa thấy tôi, anh hỏi, ở dưới đấy thế nào? Lính mới mà anh, trời tối như thế này, các ông ngồi trong hầm để một trinh sát gác, thật là tự sát. Anh cẩn thận hướng ấy đấy, chỗ anh nó bắn sao mà không sửa được hào. Đêm đến mà không lên xúc đất đổ dày lên thì trận pháo sau nó sẽ bầm nát khu Tiền Tiêu, rồi mắc kẹt trong đất cát và cây que. Anh ái ngại nói, cũng phải làm lại thôi. Lính tráng toàn mới bổ sung, ra ngoài là sợ pháo. Ngày mai em sẽ lên đây xem sao, rồi cùng anh đôn đốc anh em sửa sang công sự, chứ để thế này không được đâu. Dọc hào có nắp, có 4 ụ chiến đấu nửa nổi phải không anh? Anh đưa tay chỉ sang hướng tây và bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4. Đúng rồi, 2 cái đầu và cuối hào có nắp, và 2 cái ở giữa, gần đối diện với hầm ngủ. Mỗi vị trí thấy các anh đặt một khẩu AK, một trung liên RPD và một B40 hay B41. Ừ, bố trí vậy. Súng AK thừa còn bỏ trong hầm mấy khẩu. Mình định hướng HD10 đặt ở dưới, khi nào cần mới nhấc lên thành hào. Lựu đạn có khắp nơi, mỗi hốc từ 30 đến 50 quả. Mình định hướng thì được, còn lựu đạn em nghĩ không thể dùng được dưới hào có nắp. Loạng quạng còn gây nguy hiểm cho quân ta,
Anh cứ lấy trường hợp thằng Tâm sữa là rõ mà. Ừ, cũng dở. Mình tiếp quản đã thế rồi,